Sau 2 năm tổ chức, Ban tổ chức Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14 đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi của hơn 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C, 32 giải khuyến khích. Đài Tiếng Nói Việt Nam có 12 tác phẩm đoạt giải, trong đó tác phẩm Hoa Lan Thế Chỗ Hoa Anh Túc, Hành Trình Thay Đổi Phận Người của nhóm tác giả Ban Dân Tộc VOV4 đạt giải A. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của giải, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, tập trung vào chủ đề xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, báo chí đã bám sát và phản ánh chân thực việc tập hợp khối đại đoàn kết các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, về tình hình nhân dân và sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các cấp, các ngành đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là phản ánh đậm nét sự ủng hộ của toàn dân trong phong trào chống dịch COVID-19, ủng hộ người nghèo và đồng bào vùng bị thiên tai. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các phóng viên, nhà báo ngày càng phải bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động và sắc bén hơn trước yêu cầu mới của đất nước và yêu cầu về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt ra nhiệm vụ cho báo chí và cán bộ quản lý công tác báo chí